Tiếp theo chương trình là đoạn clip ghi lại sự việc một nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng xảy ra trên tuyến đường liên xã Tú Sơn, Tân Phòng thuộc địa bàn thôn 3 của xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Hiện cơ quan công an đã làm việc với những học sinh này để làm rõ vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong đoạn clip, nhóm này liên tục đá, tát, đập mũ bảo hiểm và dùng đầu, mặt và túm tóc, kèm theo những lời chửi bới nữ sinh áo kẻ caro. Nhóm nữ này có hành động bạo lực đến nỗi chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ tan. Chưa dừng lại ở đó, nhóm này còn bắt nạn nhân khoanh tay xin lỗi. Đáng chú ý, tại hiện trường có rất nhiều người chứng kiến, nhưng không ai có hành động can ngăn mà còn cổ vũ với những từ ngữ vô cùng thô tục.